Ra đi đột ngột ở tuổi 44, Đức Tiến khiến nhiều người bất ngờ, bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều người không tin sự ra đi của anh là sự thật. Sau phần lễ nhập quan, phát tang, đông đảo văn nghệ sĩ, người thân, khán giả đã đến thăm viếng Đức Tiến. Vào rạng sáng 30 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tang lễ của Đức Tiến đã diễn ra tại Mỹ. Nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại như Cam Thơ, Trizy, Phương Trinh, Hương Lan đã có mặt cùng gia đình để tiễn biệt cố siêu mẫu diễn viên. Không gian được trang trí hoa tươi trang nghiêm ấm cúng. Đinh cửu nam diễn viên đặt giữa sảnh để những người đến viếng có thể nhìn mặt lần cuối. Bên cạnh lễ thăm viếng, cô ruột của Đức Tiến cũng lần đầu xuất hiện trước truyền thông để gửi lời cảm tạ, đồng thời đính chính một số thông tin sai lệch. Theo đó, cô ruột của Đức Tiến phủ nhận thông tin nam diễn viên cô đơn tại Mỹ. Ngoài ra, đại diện cho gia đình, người này cũng lên tiếng bảo vệ vợ Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương trước một số thông tin tiêu cực. Thật sự Đức Tiến không phải cô đơn bên Mỹ mà có một người cô ruột cùng các em họ. Chúng tôi không hiện diện cùng đồng hành với cháu mà chỉ là âm thầm đứng bên cạnh động viên cũng như ủng hộ các công việc mà Đức Tiến đã làm. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi cũng buồn khi có những thông tin làm cho Bình Phương buồn. Một người còn quá trẻ nhưng quá chồng, để lại con thơ chưa tròn 4 tuổi. Đó là một sự đau buồn, cô ruột Đức Tiến chia sẻ. Bà bày tỏ rất buồn vì thời gian qua, nhiều thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cảm xúc của Bình Phương lẫn tinh thần người thân trong gia đình Đức Tiến ở Việt Nam. Bà khẳng định, từng có thời gian trực tiếp chăm sóc nuôi dạy Đức Tiến, nên dù bố mẹ chia tay lúc 5 tuổi, cố nghệ sĩ nhận được đầy đủ tình cảm từ mọi người, không thiếu thốn điều gì. Bà nội lúc sống rất yêu thương và lo cho Tiến ăn học đầy đủ, gia đình không hề bỏ rơi cháu, bà nói. Người cô cũng cho biết, khi Đức Tiến sang Mỹ định cư cũng đến New York thăm bà và các em rồi mới về chỗ vợ ở Texas. Tại lễ tang, bà nhớ ký ức đau buồn hôm 18 tháng 5 khi cháu dâu gọi điện báo cháu trai qua đời. Lúc Tiến ở bệnh viện, Bình Phương quay trực tiếp để cô nhìn thấy. Trái tim tôi như bị ngột, không thể nói chuyện mà chỉ biết khóc, bà nói. Bà cho biết, khoảnh khắc đó muốn bay ngay sang California nhìn cháu lần cuối. Nhưng Bình Phương nói bệnh viện không cho vào. Và đến hôm 28 tháng 5, bà mới sắp xếp được để đi tiễn đưa cháu. Anh ruột tôi là ba Đức Tiến vừa mất năm ngoái. Trong thời gian ngắn, gia đình tôi mất đi hai người thân là nỗi đau quá lớn, bà cho hay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình bên nội, bên ngoại, mẹ cháu cảm tạ tất cả những gì mà anh chị em nghệ sĩ, ban ngành đã giúp đỡ và lo cho cháu đến ngày hôm nay. Cô ruột Đức Tiến gửi lời cảm tạ. Tại tang lễ của Đức Tiến, vợ của cố diễn viên là Hoa hậu Bình Phương xuất hiện suy sụp và tiều tụy. Cô cúi đầu và buồn bã nói trước linh cữu của chồng. Bình Phương và gia đình cảm ơn mọi người vì thương anh Tiến đã đến đưa tiễn và thăm anh ấy lần cuối. Anh Tiến là một người rất tốt, cho nên khi nằm xuống ai cũng thương tiếc và mong muốn anh sớm về với Chúa. Em cảm ơn mọi người. Sau lời phát biểu, cô đến bên bàn thờ nhìn di ảnh chồng bật khóc, thắp nén hương tiễn biệt. Trong suốt buổi lễ cầu nguyện, vợ Đức Tiến không kìm được nước mắt khi nhận được những chiếc ôm nắm tay từ bạn bè, đồng nghiệp của chồng. Còn con gái 4 tuổi của Đức Tiến cũng đội chiếc khăn tang trắng, ngơ ngác nhìn về phía ba mình. Cô bé còn xin mẹ được thắp hương trước di ảnh bố lần cuối. Điều này khiến những người có mặt chứng kiến không cầm được nước mắt vì xót xa.